Xin chào mọi người, hôm nay An An sẽ quay feedback của một chị Kiều Anh Oanh nhé. Chị Kiều Anh này thì sau khi điều trị bằng thuốc trị mụn thảo dược An An rồi da sạch đẹp rồi thì chị có sử dụng kem dưỡng da. Thì các bạn thấy là trên màn hình đó là chị Kiều Anh này chị có phản hồi là dùng dưỡng da An An thích hơn các kem khác. Và chị có hỏi giá của bên mình là dòng sản phẩm kem bao nhiêu. Thì đối với kem dưỡng da collagen giá một hộp sử dụng trong 2 tháng là 380.000 nha các bạn. Mình kéo xuống feedback để mọi người nhìn thấy nhé. Chị bảo khách hàng cũ thì có được giảm giá hay không? Chị nói là mình giới thiệu người dùng họ cũng chữa khỏi giờ cần dưỡng nên là chị hỏi chị mua nhiều thì có được giảm giá không á mọi người. Chị Kiều Anh này thì ở Hà Nội. Chị phản hồi da còn vài vết thâm li ti nhưng rất ok, mình thấy collagen An An là dùng chuẩn nhất trong các loại dưỡng đắt tiền trước đây mình dùng. Da có collagen An An nó mướt và mềm nhưng lại không dầu, mình rất hài lòng. Khi mà mình nhận được phản hồi của rất là nhiều các anh chị sau khi điều trị phản hồi á, những cái phản hồi làn da rất là tốt thì thật sự là mình đó là những cái động lực để An An phát triển thêm về dòng thảo dược chị mụn An An. Thì em cũng gửi lời cảm ơn chị Kiều Anh đã phản hồi và giới thiệu khách hàng giúp em nha. Bạn thấy thì sau khi các anh chị điều trị thì các anh chị luôn sử dụng kem dưỡng da collagen thì giúp làm mướt da và mềm, nhưng dòng này là An An là điều nghiên cứu và điều trị cho làn da sau điều trị, cho nên là khi mà mình bôi lên da rất là thẩm thấu và không có nhờn nhít. Mọi người em cảm ơn mọi người đã theo dõi và lần sau em sẽ feedback nhiều hơn những cái feedback của khách hàng sau điều trị mụn và kể cả hình ảnh khách hàng nữa. Chào tạm biệt tất cả các bạn.